Thái độ của bạn sẽ quyết định cuộc đời của bạn. Có những khoảng thời gian trong cuộc sống mà chúng ta phải đi một mình để khám phá sự can đảm của chúng ta, để tìm thấy bản thân thật sự của chúng ta, để biết tiếng nói khôn ngoan của chúng ta, để biết vẻ đẹp bên trong của chúng ta. Hãy trân trọng những khoảng thời gian này, mặc dù chúng có thể đang thử thách bạn, nhưng chúng mang đến những món quà tuyệt vời. Julie Parker. Thái độ của bạn sẽ quyết định cuộc đời của bạn. 1. Mỗi buổi sáng phải nhắc nhở bản thân, bạn chính là người làm chủ cuộc đời của mình. Bạn chính là người làm chủ cuộc đời của mình, bởi vậy bạn cần tự hỏi bản thân rằng tất cả những gì bạn làm có thật sự đã tận tâm tận lực hay chưa? Bạn có cố gắng hết sức nắm bắt, giành lấy cơ hội mới hay nỗ lực hết mình để thăng tiến trong công việc? Bạn có hành động hay chỉ há miệng chờ sung rồi chờ đợi vận may đến với mình? 2. Kiên định sắt đá, duy trì sự lạc quan. Cuộc sống của chúng ta không thiếu những lúc không như ý, khi mọi việc phát triển theo chiều hướng trái với những gì mình mong muốn. Đó là những điều bạn không thể kiểm soát được. Nó sẽ luôn xuất hiện, cho dù bạn có chuẩn bị kỹ càng đến đâu. Thay vì thao thức mất ngủ để lo nghĩ, chỉ bằng mỗi ngày hãy cố gắng ngủ sớm hơn một chút. Lúc thức dậy, tôi tin rằng các bạn sẽ có một cái nhìn mới mẻ, giúp bạn thoát khỏi cảm xúc tiêu cực đang giày vò bản thân. Điều này nghe có vẻ như đã cũ rích, nhưng bạn nhất định phải luôn giữ sự lạc quan, cho dù cơ hội thành công của bạn có nhỏ đến thế nào đi chăng nữa. 3. Thái độ quyết định thứ bậc của cá nhân trong xã hội, chứ không phải là tài năng thiên bẩm. Có một ông chủ đã viết câu nói này cho tôi ở phần cuối của email. Tôi cảm thấy câu nói này rất giá trị nên muốn chia sẻ lại nó cho các bạn. Nếu như bạn nuôi dưỡng bản thân bằng một thái độ sai trái, thì cho dù bạn thông minh tài năng, học ở những trường danh tiếng hay có trong tay hàng loạt những kinh nghiệm làm việc ở những công ty danh giá, tôi dám chắc bạn sẽ không thể đạt được một vị trí cao trong công việc. Thái độ quyết định tất cả, xin hãy nhớ lấy điều ấy. 4. Mục tiêu bạn đặt ra phải cao hơn kỳ vọng lớn nhất trong tương lai của bạn. Chúng ta thường tự hạ thấp năng lực thực sự của bản thân bằng cách đặt cho mình những cột mốc phấn đấu quá dễ dàng. Hãy thử thách bản thân bằng những mục tiêu cao hơn kỳ vọng lớn nhất trong tương lai của bạn. Tôi tin chắc bạn sẽ ngạc nhiên trước khả năng làm việc của mình. 5. Tỏ ra khiêm nhường, lắng nghe ý kiến của người khác. Mặc dù suy nghĩ lạc quan có thể làm bạn phấn chấn tinh thần, từ đó giúp bạn gặt hái được rất nhiều thành tựu, chính điều này cũng có thể làm bạn trở nên tự cao tự đại, dương dương tự đắc trước những thành quả của mình. Dựa theo kinh nghiệm của một số doanh nhân thành đạt, những người thành công nhất thường biết cách lắng nghe ý kiến của người khác. Thay vì trở nên quá tự tin trước năng lực của bản thân, bạn hãy tiếp thu những góp ý xung quanh để có thể hiểu rõ bản thân, biết được tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình, từ đó phát triển ngày một toàn diện hơn. 6. Bạn có thể làm bất cứ việc gì, miễn là việc đó có ý nghĩa đối với bạn. Chúng ta sinh ra trong một gia đình giàu hay nghèo, chúng ta được đi học hay không được đi học, hay bối cảnh xuất thân của chúng ta thuận lợi hay gian khó. Tất cả những điều này đều không hề liên quan gì đến địa vị sau này của chúng ta trong cuộc sống. Chỉ cần bạn yêu thích công việc của mình, bạn đã sở hữu trong tay vũ khí để đến được bất cứ địa vị nào bạn mong muốn trong cuộc sống. 7. Những khó khăn mà trời giáng xuống đầu bạn cũng chính là cơ hội để bạn trưởng thành. Chúng ta thường có xu hướng mặc nhiên cho rằng sự việc phải diễn ra theo đúng chiều hướng mình mong muốn.
lúc sự việc xảy ra không thuận lợi, chúng ta sẽ cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống và ngay lập tức nhục chí và trở nên quá yếu đuối để ứng phó những vấn đề có thể diễn ra. Tuy nhiên, sau đó vài năm, khi chúng ta nhìn lại những gì đã trải qua, tôi tin rằng những bất lợi và cản trở mà bạn đã gặp phải ngày nào sẽ trở thành một cánh cửa rộng lớn mở ra những cơ hội mới trong cuộc đời mình. Và sau cùng, bạn sẽ nhận ra tất cả những điều bất lợi ngày nào xảy đến với bạn lại góp phần rất lớn giúp cuộc đời bạn trở nên tốt đẹp hơn. 8. Muốn thành công, hãy đứng trên vai ông chủ. Bạn có thể làm việc ở các tập đoàn nổi tiếng hay những công ty lớn để thực hiện mục tiêu làm giàu của mình. Khi làm việc tại những môi trường này, nếu bạn muốn thành công, bạn phải biết mình muốn phát triển theo hướng nào và làm thế nào để tận dụng triệt để hết các điều kiện hiện có của bản thân để hoàn thành công việc. Chúng ta nên làm việc dưới trướng của một vài ông chủ để trau dồi kinh nghiệm bản thân. Ông chủ của bạn có thể là một người có trình độ chuyên môn cao, một người thấu hiểu tâm lý của nhân viên, hay thậm chí là một người vô cùng tồi tệ. Dù ông chủ bạn thế nào, nếu bạn bình tâm suy nghĩ, bạn luôn có thể học được những bài học quý báu từ họ. 9. Thất bại không đáng sợ, nhưng bạn phải biết cách khéo léo xử lý những rủi ro. Muốn đạt được thành công, chúng ta buộc phải nếm đôi lần thất bại. Có những lúc chúng ta gục ngã trên con đường mà mình nghĩ là chắc chắn dẫn tới vinh quang. Bạn không phải là người duy nhất đâu. Bất kể người thành công cũng đều phải trải qua vô số lần thất bại. Nhưng thay vì từ bỏ, họ kiên trì đến cùng với mục tiêu của mình. Kết quả là họ thành công và trở thành tấm gương của nhiều người. Đa phần trong số họ đều tin nhạy trước những rủi ro mà mình phải gánh chịu. Từ đó, họ cố gắng hết sức để giảm thiểu những rủi ro trên con đường tiến tới mục tiêu. Những thất bại trên đường đời giúp họ trau dồi thêm những bài học quý báu. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho thành công sau này của họ. 10. Kiên trì không lười biếng. Lúc bản thân ở trong nghịch cảnh cũng không nhục chí nản lòng. Nếu bạn có thể nhìn thấy ánh sáng của niềm hy vọng từ trong bi thương, thì một ngày nào đó hy vọng sẽ đến. Thành công ngày sau sẽ càng tươi đẹp hơn. Không cần nhanh, miễn là đừng dừng lại. Hãy kiên trì trên con đường của mình và bạn chắc chắn sẽ chạm được tới những danh vọng mà mình hằng mong muốn. 7 lời khuyên sắp ốc nhưng tiếp thêm cho bạn sức mạnh. 1. Nói được, làm được. Không làm được thì làm ơn im lặng, tiếp thu. 2. Khó khăn đầy rẫy ra đấy. Muốn thành công thì học cách vượt qua nó, kiên trì và bớt than thở. Ngoài đường đầy kẻ suốt ngày chỉ biết than thở, làm thì chẳng làm. 3. Bớt sợ. Cái đáng sợ thì không sợ. Đi ngoài đường dù chỉ một giây cũng cố mà vượt lên người khác. Tự nhủ, tai nạn nó không tìm đến với mình đâu. Còn cơ hội đến thì chỉ nhanh hơn một giây để chớp lấy thôi cũng sợ. Muốn có công việc mà không dám nộp CV. Muốn có kinh nghiệm thì lại sợ đi làm ảnh hưởng việc học, thay vì học cách kiểm soát thời gian thật hiệu quả. 4. Muốn có nhiều thứ nhưng lại sợ mất sức. Thấy người ta năng động tham gia cái này cái kia, làm ở chỗ này chỗ kia thì ngưỡng mộ, cũng mong ước sẽ được như vậy. Nhưng lại sợ mệt, mất sức, mất thời gian nên thôi. 5. Bớt sĩ diện hảo. Ở nhà như công chúa, hoàng tử, được cha mẹ chăm chút từng chút một, ra đường lập việc không ra hồn, bị góp ý làm mặt nặng mại nhẹ, nước mắt lưng tròng, ấm ức thấy phát mệt. Muốn thành công,
muốn tiến xa thì phải học cách tiếp thu. Hãy xem đó là cơ hội để phát triển. Vì thật ra, khi bạn không làm được việc thì người ta cũng không quan tâm lắm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Muốn nhắn nhủ, mạnh mẽ lên. 6. Học cách nói những gì cần nói. Suy nghĩ tất cả những gì bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những gì bạn suy nghĩ. 7. Đã muốn làm cái gì thì hãy thật quyết liệt với nó. Còn nhắm mình là đứa hay chán nản, hay bỏ dở giữa chừng thì nói ít lại. Đừng có oan oan với mọi người, nói khí thế rồi khi vô làm thì không đâu vào đâu. Còn trẻ mà, nên đừng để người ta gắn cho mình cái mác hay bỏ con giữa chợ. Chẳng ai muốn làm việc hay hợp tác với người như vậy đâu.